Nếu một tháng tôi định uống trà sữa, nhìn ông Vạc và đầu tư dành dụm được 500.000 và đầu tư vào quỹ ETF, thì tự hỏi với lãi suất 15% thì bao lâu tao thể kiếm được 1 tỷ? Số tiền từ nhỏ lớn bạn dùng được là 5 triệu và bạn mang 5 triệu này đi đầu tư vào một cái quỹ ETF. Và cứ một tháng bạn lại tiếp tục bỏ thêm vào đó 500 nghìn nữa, bỏ thêm vào đó 500 nghìn, cứ một tháng bỏ thêm vào quỹ ETF 500 ngàn nữa. Và với lãi suất của cái quỹ ETF mang lại cho bạn là 15%, 15%. Bạn chia cho 12 tháng. Và số tiền bạn muốn đạt được đó là 1 tỷ thì nó sẽ tính ra được là trong bao lâu bạn sẽ có được cái số tiền bạn muốn. Đó là 252 tháng, ta chia cho 12 thì nó sẽ mất 21 năm để ta có được 1 tỷ. Như mọi người thấy đó, chúng ta chỉ cần hạn chế cái việc rồi ăn vặt, hạn chế việc uống trà sữa. Trên dụng mỗi tháng được 500.000 đồng, chúng ta sẽ có được 1 tỷ trong vòng 21 năm sau. Với số tiền gốc bỏ ra chỉ vỏn vẹn 130 triệu, mà theo đó, số tiền lãi đạt được là 870 triệu đồng. Một số rất kinh khủng đúng không mọi người? Vậy làm sao có thể đạt được con số như thế này? Đó chính là lãi kép.